bốn chòm sao khôn ngoan bậc nhất, khó ai có thể vượt qua. Cuộc đời không phải lúc nào cũng trải hoa hồng, và khó khăn là điều con người luôn phải đối mặt trong xã hội này. Khi đứng trước khó khăn, những người có tâm lý yếu đuối thường hay chán nản, sợ hãi, dễ dàng buông xuôi và phó mặc cho số phận. Còn những người có tâm lý vững vàng, cộng thêm một chút khôn ngoan, linh hoạt lại có thể nhanh chóng vượt qua tất cả, vươn lên làm chủ số phận và vận mệnh cuộc đời mình. Vậy trong vòng tròn hoàng đạo, đâu là top chòm sao khôn ngoan nhất, dù có khó khăn thế nào cũng không nản lòng hay bỏ cuộc? Hãy cùng Mật Ngữ 12 chòm sao tìm hiểu qua nội dung dưới đây nhé. Hạng nhất, chòm sao Market. Mật Ngữ 12 chòm sao bật mí, những người thuộc cung Market có thể nói là mẫu người bình tĩnh và khôn ngoan nhất trong vòng tròn hoàng đạo, thể hiện cả trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Khi tương tác với mọi người, Kết Nhi sẽ không xu nịnh hay cố tình nói những điều tốt đẹp hay làm bất cứ điều gì chỉ để làm hài lòng mọi người. Họ cũng không nói xấu sau lưng, mà luôn cố gắng dĩ hòa vi quý nhất có thể. Market đối xử nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, người thân, bạn bè khi họ yêu cầu. Nên khi phải đối mặt với những điều khó khăn, bạn sẽ thấy Market phát huy được nhiều lợi thế. Market sẽ bình tĩnh, phân tích sự phát triển của tình huống và đưa ra giải pháp theo tình huống thực tế. Thế nên đồng thời, chòm sao này cũng nhận lại được sự giúp đỡ hết lòng của những người xung quanh, nên dễ dàng biến nguy thành an, vượt qua mọi sóng gió trên đường đời. Hạng 2, chòm sao Sử Nữ. Những người thuộc cung Sử Nữ, cho dù đang làm việc hay nghỉ ngơi, cũng luôn đòi hỏi phải kín kẽ tỉ mỉ, phải tốt hơn những người khác, bởi Sử Nhi nổi tiếng là mẫu người thích theo đuổi sự hoàn hảo. Sử Nữ luôn chú ý đến việc trau dồi bản thân để thành một người tốt hơn trong mắt mọi người. Vì thế, dù được giao bất cứ nhiệm vụ nào, chòm sao này cũng luôn hoàn thành xuất sắc. Sự khôn ngoan của Sử Nữ không chỉ thể hiện ở cách làm việc chu đáo, dễ được lòng cấp trên, mà còn luôn bình tĩnh khi đối mặt với những tình huống rắc rối. Một mặt, Sử Nữ muốn khẳng định khả năng của chính mình. Mặt khác, chòm sao này cũng cảm thấy rằng đây là cơ hội tốt để học hỏi, hoàn thiện bản thân, nên luôn đưa ra được những kế hoạch giải quyết sáng tạo, hợp lý trong những tình huống cụ thể. Hạng 3, chòm sao Song Tử. Tử vi 12 cung hoàng đạo nhận thấy, Song Tử nổi tiếng là chòm sao thông minh và cá tính, thích khám phá những điều mới và rất giỏi giao tiếp với người khác. Do đó, mối quan hệ của Song Tử với mọi người luôn rộng mở. Trong các quan hệ xã giao, bằng sự thông minh của chính mình, Song Tử luôn có thể đối phó với tất cả mọi người một cách khéo léo, linh hoạt nhất. Khi gặp phải những điều khó khăn, Song Tử luôn thể hiện sự khôn ngoan và mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Nếu như nhiều người cứ gặp khó khăn là cuống cuồng hết cả lên, thì Song Tử lại rất bình tĩnh. Song Tử sẽ phân tích, xem xét tỉ mỉ ngọn nguồn vấn đề để tìm ra biện pháp tối ưu. Chính điều ấy giúp chòm sao này có thể dễ dàng giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Hạng 4, chòm sao Cự Giải. Trong vòng tròn hoàng đạo, Cự Giải là những người có trái tim ấm áp và giàu tình cảm bậc nhất. Giải Nhi luôn hướng về gia đình và rất tốt bụng với mọi người xung quanh. Sự nhạy cảm và tinh tế giúp Cự Giải có khả năng thấu hiểu người khác, đọc vị được cảm xúc của những người xung quanh chỉ qua nét mặt cử chỉ. Nhờ đó, họ luôn biết cách ứng xử sao cho phù hợp với bầu không khí chung. Và đồng thời, trong những lúc làm việc nhóm, Cự Giải luôn duy trì được tinh thần hợp tác và thỏa hiệp rất khéo léo với các thành viên khác. Từ đó giúp những chú cua thích nghi với môi trường mới một cách rất huyền chuyển và khéo léo. Giải Nhi biết cách áp dụng câu nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng để có những bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Khi đã đặt ra mục tiêu, Cự Giải sẽ khôn ngoan và khéo léo để đạt được điều mình muốn một cách dễ dàng.